Bây giờ hãy học cách nói từ 1 đến 10. 1. Di. Di. 2. 2. 2. 3. San. San. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 1 giờ. 1点 1点 Như vậy, từ y có nghĩa là một, tổng cộng có 3 cách đọc. Trong trường hợp từ y chỉ số thứ tự một, từ này được đọc là thanh một. Y Y Ví dụ như trong 1 giờ. 1点 1点 Khi đứng trước các thanh 4, phần lớn từ này đều đọc thành thanh 2. Ý xả. Ý khuẩy. Còn khi từ này đi trước các thanh còn lại, phần lớn được đọc thành thanh 4. Hay nói lại 1 giờ. Yì điển. 7 giờ. Chi điển. 7 giờ sáng. 早上7点. 早上7点. 6 giờ. 6点. 6 giờ tối. 晚上6点. 晚上6点. Hãy nghe 11. 11. 11. 12. 12. 12. Tương tự hay nói 13. 13. 13. 14. 14 14 19 19 19 20 20 20 21 21 21 25 25 25 29 29 30 30 30 50 50 50 90 90 90 99 99 99 Bây giờ là từ phút. Phân. Phân.
Từ này đã học trong từ ta bủ phân. 50 phút. 50 phân. 50 phân. 20 phút. 20 phân. 20 phân. 90 phút. 90 phân. 80 phút. 80 phân. 30 phút. 30 phân. 8 giờ 50 phút. 8:50 phân. 8:50 phân.